Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày buồn. Buồn gì? Là ngày gia đình chúng tôi phải chia tay một thành viên. No. Từ nay, bé chuột tên ngoại quốc là Chibu sẽ phải chia tay với gia đình, về một tổ ấm mới. Và chủ mới của nó chính là tôi nè. Con sẽ đẹp lên luôn, hiểu không? Trời ơi, vậy lo cho đứa nhỏ lắm nha. Không có lo. Trời ơi, ở với ai đẹp là đẹp lên là giờ lo cho đứa nhỏ lắm nha. Lo nè. Trời ơi, mà chuột nó đẹp quá. Đẹp nhất nhà đó. Đẹp nhất cái gia đình thôi nè, không chọc cái gì vậy, có cái gì vậy, con cũng kệ như vậy. Mèo em không có cảm thấy là bị ấy, bị sợ, em sợ cái tim đập rất là sốt, em cầm chắc lại đó, ở đó em bơi quá, giúp giữ lại, ôi chia tay, chúng ta chia tay rồi. Đi đâu? Với mèo đừng có sợ nó. Sợ nó là chết nè, lấy cái tay nè, nè bố đây nè, đây nè, giữ chặt nó lên nè. Ô chuyên gia, bảo ôi đó. Chuyên gia. Thôi, từ đây về sau, về nhà bác Đức, vô ba Đức đi. Đó, về nhà ba Đức. Nó kêu được cái giật mình liền đó. Nè, không có dậy nè. Con dậy, con vẫn dậy. Con hư rồi, rồi, thôi nữa nè, ngoan nè. Vút vút vút, bơm bơm nó vô đầu đi nó. Nó đỡ hơn nè, đây. Vậy bển có đồ chơi đầy đủ rồi con nha. Không thiếu gì, nhà có đây, nhà của con đây. Gì hết. Đây phi thuyền. Đó, bây giờ vô chỗ này là giống con Pokemon nha con. Pokemon. Để bớt cái em. Bớt lại rồi. Không sao hết nè. Đó tập thể dục. Đó, aerobic. Rồi, vô. Quá tuyệt vời. Nó đi rồi, sắp đi rồi. Đi du lịch thôi con nha, đi du lịch. Tê nô ở đâu vậy? Nè, bà ở đây nè. Ờ, bà ở đây đây. Bà nè. Rồi, bye bye con nha. Nha, đi du lịch nha. Sống tốt nha con. Đi vài bữa nữa về cho thăm ha. Mai mốt có gì rồi ba mẹ qua thăm nha nhỏ nha. Sống tốt nha con. Không nói nhiều, đi nha con. Hát gì đâu, vui lắm con nha. Trời ơi. Chăng bye bye con nha, bye bye. Em. Trời ơi, toàn là đồ mèo không. Nguyên nhà này toàn đồ mèo không. Rồi, bye bye nha. Bye bye anh. Bye bye, thank you. Nuôi con tốt nha anh. Vậy, mai báo cho con vui nha. Ok. Có thể là trong vòng một ngày là nó không ăn uống gì, nó không ỉa nha. Ừ, có thể là trong vòng một ngày. Sao hết rồi, rồi làm ơn làm phước nhớ quăng vô thùng rác trước cho nó biết chỗ nào là có rác nha. Xuống là không cần bấm con lẻ không? Ừ, số 1. Bye bye. Bye. Chúc mừng quá, xong rồi đi hết một bước nữa rồi. Trời ơi.